Chào mừng mọi người đã đến với buổi quay thử xô số miền Nam hôm nay, thứ tư, ngày 4 tháng 12 năm 2024. Chúc mọi người một ngày mới phát tài phát lộc. Mọi người xem kênh hãy nhớ like, chia sẻ, đăng ký để ủng hộ cho kênh. Giải 8 Đồng Nai 33, giải 8 Cần Thơ 09, giải 8 Sóc Trăng 25, và bao gồm các giải 7, giải 6, giải 5, giải 4, giải 3, giải 2, giải nhất và giải đặc biệt. Mời mọi người tiếp tục theo dõi buổi quay thử xô số miền Nam hôm nay.
Giải đặc biệt Đồng Nai 824-391, giải đặc biệt Cần Thơ 245-083, giải đặc biệt Sóc Trăng 588-653. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại trong những buổi quay thử xổ số miền Nam lần sau.